Bữa nay với ngồi này quá gì quen nè. Bắp nấu hay gì nè. Xin chào cả nhà nha. Lâu dữ lắm rồi cái mình nhìn cái gói là này nè. Cái mình nhớ lại hồi nhỏ mình thường hay mua bắp nấu. Bắp nấu là kèm theo có mà cái dừa á. Cái mình chẻ giống như cái muỗng để vậy múc. Đó, nhìn đẹp không? Có đẹp không không? Cái này là mắm ruốc nha. Bữa nay Kumon thèm ăn thịt ba rọi xào với mắm ruốc nè. Nó cái này thì anh em mình xài cái mắm ruốc này mua ở chợ á. Cái này người ta làm ở nhà nè. Nó ngon hơn là mấy cái mắm ruốc kia. Cái mắm ruốc này á mình ăn sống cũng được nữa ha. Để... Ui, bên đây có trái xài nữa. Để anh thử cái đậu lòng thôi. Sáng chua răng luôn. Đó. Trời ơi, đậu lòng này mà mình chấm với mắm ruốc nha, mình ăn là sạch cơm luôn á. Rồi nó giòn. Thử miếng của mình. Thơm thơm. Cái này được anh. Được hả? Mà có cái mắm ruốc này nó mặn á. Chút này mình bỏ hơi nhiều đường vô. Với ở đây thì anh em mình cũng có mua được miếng thịt này, thịt ba rọi nha. Đó, cái này thì giờ để anh sắc này ra. Miếng này mới đã này à. Đúng rồi. Đã phải ăn chưa chưa? Cái sớm này để rác anh em mình cào á. Cào vô, bỏ vô trong cái thịt kho sả cho nó ngon. Có khóm vô nó thơm. Đúng rồi. Ở bên em cũng có mới rau nè. À, này là lá cốc non. Rau này là sáng non. Sáng cùng mon đi hái đi xin đi xin hái trộm đó. Xin chín. Đây có xài non nữa với cốc này là hết non rồi. Cốc này dở bự. Nhưng mà ăn thì nó không có cái cùi. Anh em mình hái cốc liếc mà tự nó mà non cái thành nó giờ nó bự nó trong nó có ấy. Rồi miếng thịt ba rọi này về ăn cho đã. Chiên với mình nướng cũng được nữa. Sáng ai mày giao vậy? Cái anh kia kìa. Cái anh cắt thịt phải không? Ở đây nè em cũng có đi soi được quà chuối. Nó chặt luôn cây chuối của người ta. Quà chuối nãy hai nãy à. Chứ bên này cũng có mới xả nữa. Giờ anh mình cắt thịt, lát xào với mắm ruốc. Mắm gì? Mắm gì? Mắm ruốc. Mắm ruốc này dễ ăn lắm. Hồi nhỏ nhà mình thường hay mua lần ký nửa ký hoặc một ký. Thế thường thường ngoài chợ thì bán là như mình mua bao nhiêu á, ta gói lại lá chuối vậy nè. Gói lại lá chuối về cho mình. Giống như cái gói xôi với gói bắp rồi, bắp nấu rồi á, phải không? Này mà để vô vỏ cái đi chợ về tưởng gói bắp nấu cái. Cùi là thấy cục mắm đâu. Cái này nó dễ ăn lắm. Ví dụ mà mình không có gì ăn á, cái mình hái mấy cái đồ sống rau sống rồi á, vừa như đậu rồng rồi mình quết vô. Mình chấm vô nó. Mình pha ra cho nó thấm á. Thế mình quết vô chấm ngon. À, đi đâu á đem theo cục mắm ruốc. Cái tép cây xài cái là xong. Leo cây xài ngồi sẵn. Nói chứ ăn mà xoài non hoặc me đó, anh thích chấm cái mắm ruốc đó hơn. Mắm ruốc nó ăn ngon. Mình mua mình phải trúng chỗ mà nhà làm sạch á. Với mắm ruốc ăn vô cái nó cũng ngon, nó thơm á. Nó mua mấy ký để dành. Bây giờ anh cắt thịt em đi qua. Anh bắt cái bếp mà anh đi. Rồi ở đây thì anh em mình có bầm sẵn xả với ớt nè. Mình cho vô mình phi trước nha. Nãy giờ mưa quá trời mưa luôn. Ướt như chuột luôn. Ướt như chuột nữa hả? Này nó có cháy xả trước cho nó ngon á. Để cho nó vàng vàng lên. Ôi gạch cua ra của mon ơi. Gạch cua này không có béo đâu. Cái nồi này bữa nay nhỏ rồi. Sáng lấy cái chảo ha. Mình lấy cái son á. Cái son. Nãy giờ anh em mình á nhúm lửa
cái bếp nó bị ướt á, mưa nó ướt rồi nhóm lửa nó hơi lâu khói mà. Hải Quyền đang mưa đi nghe. Rồi em cho thịt vô luôn. Đó, này thịt nãy anh em mình cũng có sắc mà. Ôi thịt nhiều đấy, ăn mới đã. Thịt như này được á. Xả nó vàng. Cái này mình xào cho nó săn cục thịt đó. Mình cho thêm xả vô. Cái này xả nhiều nó ngon. Ôi thịt nó săn nè. Phun xương của bon. cái này là cái cây ngay chỗ mình nãy mưa á. Cái nước nó còn dính trên lá, gió thổi cho nó rớt xuống. Rồi, cái này anh em mình làm cái mắm ruốc luôn nha. Đó. Dặn cho mắm ruốc vô. Cho bách nấu vô. Nó phun xương tới nữa kìa. Cái này là hành đảo cái này. Cái này phun xương lớn rồi. Ừ. Ủa, cái xăng này nhìn ngon à. Chưa đâu. Lý nữa cho ăn nước vô mới ngon. Đó, cái này mình quậy pha với nước á, lát cái mình cho vô. Cho nó vô nó đều ra, nó không bị đóng cục rồi. Đúng rồi, nó không có dính lại á. Vậy đi cho nó đều đi. Rồi, cái này khóm hồi nãy anh em mình có làm ra được như đây nè. Mình cho vô luôn nè, có khóm vô cho nó ngon. Lấy cho nó thơm. Rồi để anh cho thêm đường vô. Tại cái mắm luốc này thì nó mặn rồi á. Mình cho đường nha. Cho hơi nhiều tí đi. Dạ anh ơi, nồi sắp tét rồi. Đi anh trở lại. Cho nó săn tí nữa đi rồi cái mình cho ống luốc vô. Quậy gì cho nó đều á, nó lát vô cái nó hổng á, không có dính với thịt á. Mà cái mắm ruốc này dưới quê của mấy anh em mình á, mắm ruốc này đang ngon lắm. Mình thì mình thích ăn với mắm ruốc này nè. Ngon hơn cái loại mắm ruốc đóng chai á. Đúng rồi, mắm ruốc này, mắm ruốc nhà làm á, cái mình quen biết á, cái mình dặn mấy người làm mắm ruốc á, mình đặt 1 ký 2 ký rồi á, mình để dành mình ăn chấm xoài hay là cốc gì nó cũng ngon nữa. Nói chung là đồ chua. Như quê mình với ăn cơm rồi á, mà mình không có á, mình lấy cái mắm ruốc này ra mình ăn. Dạng cái canh chua anh. Ôi hết sảy luôn. Cái này mình cho mắm ruốc vô luôn nha. Cho hết vô luôn đi. Tí nữa cái mình nêm lại á. Cho nó vừa. Cái này nén nó kiểu nó kẹo kẹo lại anh. Chấm nó ngon. Chấm cái đậu rồng vô cái. Bữa nay anh làm kiểu này có thêm trái khóm nữa không biết ngon không. Cái này cơm trái chấm vô cũng ngon. Cơm trái hả? À? Dạ. Rồi, anh em để đây cho nó rút xuống á. Nó sôi lên nó sắc chứ. Ôi nhìn hấp dẫn quá anh ơi. Cái này anh em mình cũng có cho thêm xả vô nữa cho nó ngon nữa. Rồi xả còn dư á. Rồi để anh nhắc xuống. Nè hết cơm hết gạo nữa. Kẹo kẹo vậy cho nó ngon ha. Dạ. Lẽ mưa tới. Bên kia vỏ trắng bên kia. Cái này anh em mình ăn kèm với có đậu rồng, chuối chét, với khế, với xoài, lá cốc nữa. Mấy trái cốc anh em mình gốc á, mấy trái cốc anh em mình không có xẻ ra. Để anh bẻ cái cà nâu này á, mình khi nào mình ăn á, mình bẻ ra. Để bẻ ra sớm cái nó bị đen á. Nó không có mũi mà nó cũng đen. Chấm vô đây luôn ha. Ôi.
Đó, mời cả nhà nha. Sao anh? Ui, gà mưa tới hả? Đến rồi. Anh làm cục thịt ngon lắm. Có mắm này vô nó lên màu đỏ đỏ đẹp ha. Đúng rồi. Kẹp cục thịt cho anh. Mình bỏ miếng khóm vô á, cái nó cái vị nó ngon. Nó thơm á. Thơm mùi khóm. Xả. Quét nhà cho lão. Rồi, cu mon đi hái xài giống đâu. Nó chua. Nó chua rồi không? Cái xài này không biết sao. Này em chắc mấy trái cuối của nó anh. Mấy trái cuối nó nhỏ nhỏ mà nó chua. Cái món này ngon. Đưa ăn cơm rồi cu mon. Để mưa trái à. Hồi nãy giờ ông trời ông mưa đi mưa lại. Nãy anh em mình quay là mưa mình thấy tạnh là cái mình mới nấu giờ chuyển đen lùi lùi nữa rồi. Xin mời cả nhà nha. Với lúc lại dưới quê của mấy anh em mình á, nó bảo này nãy nấu nó hơi mặn mặn á, chấm đậu lòng này kẹp với thịt ăn vô ngon. Thịt ba độ có mỡ mỡ á. Ôi, ăn béo. Ăn nóng vậy nó ngon. Dạ, đã. Cái này hết cơm nữa rồi. Ăn lẹ lẹ đi mưa tới. Cái này mới nấu xong á. Còn nóng á, ăn dưới trời mưa vậy. Trời ơi. Không có gì bằng rồi. Mình ăn kèm với mấy cái đậu sống này là nó ngon. Nó chua chua, nó ngọt ngọt á. Nó chát chát không? Ngọt xài chua á. Xài chua. Có mấy cái lá cốc này ngon. Mình cũng kiếm lá xài nữa mà. Lá xài mùa này cũng có. Cái này mình phải cho xả nhiều vô. Ăn ngon dữ dằn luôn. Thôi chả vô nó thơm. Thơm thơm lắm. Cho em xin chén rồi. Mấy cái trái đậu lòng ở nhà mình trồng nè, nhỏ xíu mà ăn nó giòn nó ngon. Quết vô cái nè. Ôi. Nhà trồng ăn không có thuốc rồi, không có phân thuốc rồi. Ngon. Mới là cái túng tủ của Mon nữa rồi. Mà món này bữa em làm ngon. Được ha. Được. Biết sao không? Bữa nay mưa quá anh làm hơi gấp nữa. Chắc không mưa làm ngon dữ nữa rồi. Chắc không mưa làm chết. Ngon hỏi lắm. Không dụ mình đó. Mới nói thôi bà. Nãy trời cũng vậy đó. Chuyển đi cùng mấy đang thui á. Nó bay ngang qua, nó bay đi luôn rồi xong mới mưa. Không dụ của Mon à.
cái loại mắm luốc mà anh em mình xào này á, là dưới quê mình á, cái này á, nó có hơi cái màu đen nhưng mà ăn ngon dữ lắm, xào với thịt thịt ba rọi á. Ủa cái đó mà ha, có me non hoặc là xoài sống ha, chấm vô một cái nước nách. Nước nách nữa hả? Xài ngon me non. Với lại cái mắm luốc này nó cũng dễ ăn nữa. Mình không có cái mình hái rau sống vô á, cái mình quậy quậy ra cái mắm luốc á, pha đường ấy á, mình chấm vô ăn cơm cũng được. Với rau muống luộc, rau lan luộc nữa. Đúng rồi. Hút mùi cuối. Hết tô luôn đi. Ăn tô luôn đi. Ăn tô cho nó mặn. Nè, niêm dừa là không có mặn đâu. Dừa ăn là không có mặn hả? Gặp anh nãy giờ ha, mà trời mưa vậy là anh cầm cái tô anh ăn chó lẹ á. Cầm muỗng nữa. Mấy cái lá cóc non non này chấm vô nó ngon gì đâu luôn. Mấy cái này mình thiếu gì nữa không? Yeah. Dưa leo. Dưa leo. Mình nhờ dưa leo tặng. Hết dưa leo. Huh. Thôi tới đây anh em mình cũng xin kết thúc video đi nha. Rồi hẹn gặp cả nhà video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Nhớ like và chia sẻ cả nhà.